Chào tất cả các bạn, hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn một cách làm rất đơn giản để tăng cường sự bền lâu cho đèn led là nhờ các vỏ lông bia này các bạn cắt ra thành từng dung như thế này rồi ốp lại xếp từng tấm và dày càng tốt, số lượng lông bia này càng nhiều càng tốt các bạn nha. Lon bia các bạn uống xong thì nhớ xúc rửa sạch sẽ rồi sấy khô hoặc là phơi khô, sau đó các bạn mới cắt thành từng tấm như thế này và xếp dày lên, nhiều lên để các bạn để bên dưới của cái tấm đèn led này nhằm tăng cường sự tỏa nhiệt và ở đó các bạn không mất tiền các bạn nha, lại được một cái đèn led bền lâu. Rồi chúng ta bắt đầu làm các bạn nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm các bạn nha. Các bạn dùng kéo rồi cắt lon bia ra thành cái hình dạng như thế này các bạn. Các bạn sẽ cắt bỏ hai đầu. Đầu này cắt bỏ và lấy khúc giữa này thôi các bạn nha. Cắt làm sao cẩn thận cả bị xước tay các bạn nha. Các bạn tuy các bạn làm như thế nào thì làm, các bạn đục đây một lỗ và bắt đầu dùng kéo này cắt, hoặc là các bạn dùng máy cưa để cưa. Tùy theo mỗi người có cái gì làm cái đó các bạn nha. Và các bạn cắt hết 10 cái lon bia này để bắt đầu làm thành một lớp tỏa nhiệt. Sau khi các bạn cắt hết tất cả rồi là các bạn sẽ có được hình thù như thế này. Các bạn ép xuống cho nó đẹp, ép xuống các bạn nhé, cho nó sẵn đẹp luôn để có những hình thù như vậy. Sau đó chúng ta sẽ tất cả đều xếp lên cái mặt sau của cái tấm đèn led này các bạn. Tấm đèn led này các bạn nha, chúng ta sẽ xếp vào mặt sau và dùng mũi nhọn đục một cái lỗ ở giữa này các bạn nha, đục một lỗ ở giữa này để cho nó xuyên qua đây và chúng ta sẽ bắt vít tất cả 10 tấm ở đây. Chúng ta sẽ bắt vít xuyên qua đây các bạn nha. Các bạn hãy đục một cái lỗ ở giữa này các bạn. Đấy, cho nó xuyên qua các bạn nha, một lỗ giữa này nè. Sau đó các bạn làm thật sạch. Cuối cùng chúng ta sẽ bắt vít vào ở đây và sẽ có được một bề dày nhiều tấm nằm xếp như thế này để tỏa nhiệt các bạn nha. Tiếp tục các bạn nha, mình đã làm hết tất cả các tấm vào một chồng và đục lỗ đây rồi các bạn này. Bây giờ mình sẽ chờ áp xuyên qua đây thôi các bạn nha. Như thế này thôi các bạn nha. Và có một điều muốn nói với các bạn đó là các bạn chuẩn bị thêm một cái lon bia cắt thành một cái hình như thế này để cuối cùng là mình ổn định con vít bắt xuyên qua và thay cho cái này các bạn nha. Mình sẽ ốp lên đây, vặn lên đây và giữ cái hình thù cho nó đẹp các bạn ha. Như vậy mình nghĩ ra là nó sẽ đẹp hơn các bạn ha. Cuối cùng thì mình cũng đã xuyên được tất cả các thứ và sẵn sàng rồi các bạn nha. Các bạn hãy nhìn nha, rất tuyệt vời nè, rất là hay luôn. Bây giờ mình chỉ cần con ốc này xuyên qua cái tấm này và giúp tỏa nhiệt là được ha. Chỉ như thế này thôi là được các bạn nha. Vậy là xong. Tất cả những cái quy trình này là xong, nhưng mà các bạn thêm một cái lá ốc này để nó giữ an toàn không bị tụt xuống nha các bạn nha. Sau đó các bạn chỉ cần vặn vào và dùng tút vít để vặn ốc xuyên qua và chỉnh lại tất cả các lá chắn. Chỉ vậy thôi các bạn ơi, rất đơn giản luôn. Trước khi các bạn siết chặt các bạn nên chỉnh lại các bạn nha, chỉnh lại cho nó có cái tư thế vừa đẹp vừa đủ, không có bị cao quá, không bị xuyên ra ngoài quá. Đấy, nó vừa lọt vào bên trong là được các bạn nha, để cho chúng ta có thể bỏ được cái tấm này vào bên trong cái đèn lại như cũ. Rồi các bạn nhìn kỹ, nó rất là tuyệt vời các bạn ha. Trước khi chúng ta vặn cứng lại nha, chắc chắn là nó sẽ tỏa nhiệt tốt hơn các bạn ha. Điều này mình rất là tin tưởng đó. Bước cuối cùng là các bạn làm 2 sợi dây điện mới gắn vào ở đây Để thế cho hai sợi dây điện cũ các bạn đã gỡ ra để bắt đầu làm việc với tấm nhôm này. Sau khi các bạn có hai sợi dây điện mới để sẵn sàng nối vào vị trí cũ thì các bạn mới ốp vào các bạn nha. Và hai sợi dây điện này các bạn phải chắc chắn là tốt các bạn nha. Và muốn an toàn nhất thì các bạn phải thêm vào đây một cái bọc bảo vệ và mình sẽ thêm vào các bạn nha. Gắn cái bọc bảo vệ này trước khi các bạn ốp cái toàn bộ tấm nhôm này các bạn nha. Đó, các bạn nhìn kỹ như vậy là nó sẽ thực sự an toàn hơn các bạn ha. Sau đó hai sợi dây này mình sẽ gắn vào vị trí cũ của nó là hai sợi dây này, tức là mình sẽ nối vào đây và băng bó cẩn thận các bạn nha. Như vậy là gần như là bước cuối cùng để ốp vào và thử thôi các bạn nha. Cuối cùng mình cũng đã hàn được hai sợi dây 220V AC và băng bó cẩn thận rồi các bạn nha. Và cái tấm nhôm này mình đã chỉnh lại ở đây 4 cái rìa này một chút để cho nó không bị va chạm khi mình ốp cái này vào các bạn ạ. Giờ mình sẽ gắn vào để cho các bạn xem là bước cuối cùng nó chờ đón sự thành công các bạn nha. Các bạn chỉ cần gắn cái tấm này vào thôi các bạn nha. Rồi, nếu ốp tất cả cái này vào được rồi thì như vậy là xong các bạn nha. Và chúng ta sẽ cho cái chắn sáng này vào bên trong và đã hoàn thành. Ở đây mình muốn nói với các bạn là cái đèn led này có thay 4 cái đèn led nhỏ và thay như riêng các bạn, cho nên không lo lắng về điều đó các bạn nhé. Trên cái đèn này mình làm thì sợ gì đấy, cái này là có sửa trước rồi, không sao cả các bạn nhé. Thôi bây giờ bước này là bước cuối cùng và chúng ta sẽ chuẩn bị thử các bạn nhé. Nhưng mà bây giờ mình sẽ để như thế này thử xem sao, rồi mình sẽ ốp lại. Ổ điện 220V AC đã sẵn sàng và mình cắm vào các bạn nhé. Rồi sáng quá đẹp các bạn ơi, tuyệt vời ánh sáng luôn. Đúng là một cái đèn mạnh cỡ tầm 60W thì quá mạnh, sáng quá các bạn ơi. Như vậy là tấm chắn sáng này chỉ cần ốp lại là hoàn thành, phải không các bạn? Không còn gì lo lắng nữa. Bây giờ các bạn đã có được một cái đèn mà ánh sáng vận mạnh 60W. Tọa nhiệt bên trong đã được tăng cường bằng một cách tận dụng sáng tạo và tự làm, quan trọng là tự làm. Và cái quá trình làm này là không có mất tiền gì các bạn ơi. Không có mất tiền gì các bạn nha. Rất là thoải mái. Chính hôm nay mình muốn giới thiệu là tinh thần như vậy đó. Làm không mất tiền và giúp cho cái đèn led này bền lâu các bạn ha. Bây giờ tổng kết lại quá trình làm thì tính ra là nó rất là đơn giản, phải không các bạn? Tất cả những lon bia mà chúng ta uống xong đừng bỏ đi, và chúng ta phơi khô, rửa sạch, phơi khô, rồi sau đó cắt thành từng tấm, sau đó gắn vào cái đèn led này theo cái quy trình mà mình đã trình bày rõ với anh em, là tỏa nhiệt ở bên trong giúp cho cái tấm tỏa nhiệt của cái đèn này thêm an toàn. Rồi, video mình xin dừng ở đây. Xin anh em một like, một subscribe để ủng hộ kênh phát triển. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.